Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thành Lâm. Dạ, hôm nay tiếp tục chương trình thì Lâm sẽ giới thiệu đến các anh chị mười mấy loại các loại da ở đây. Và đặc biệt hôm nay là Lâm dọn vườn nha các anh chị, dọn luống nha. Đó, các anh chị thấy xa xa là nó trống hết rồi đó. Thì Lâm chuẩn bị lên cây giống mới. Nên Lâm sẽ dọn những cái luống và các loại da này bớt để cho nó gọn trở lại các anh chị ha. Thì Lâm sẽ giới thiệu hôm nay với giá đặc biệt nha. Giá đặc biệt là giá thanh lý dọn luống, dọn vườn á. Nhưng mà cây rất là đẹp. Cây rất là đẹp. Tại vì còn ít loại quá nên Lâm chia sẻ cho các anh chị sưu tầm á. Giá rẻ thôi ha. Thì bây giờ Lâm sẽ đi vào chi tiết từng loại nha. Hôm nay là thứ sáu, đáng lẽ hôm qua á. Hôm qua là Lâm lên clip rồi. Nhưng mà trời mưa quá. Mấy hôm nay trời mưa bão lắm. Ở Tây Ninh này mưa, nắng thì nắng dữ lắm mà mưa cũng thúi đất luôn á các anh chị. Nè, ở dưới nè, anh chị thấy không? Nước không à. Đó, nước không à, thấy chưa? Đó. Bây giờ nên hôm nay thứ sáu thì Lâm giới thiệu cho các anh chị nè. Anh chị xem rồi có thể là thứ bảy Lâm làm ráo một ngày, chủ nhật Lâm làm một ngày, rồi đầu tuần thứ hai Lâm mới gửi đi được á. Đó. Thì Lâm để cho nó ráo cho nó cẩn thận, Lâm mới đóng đi chứ không phải là mình lên clip rồi các anh chị đặt là Lâm đóng liền đâu ha. Đó, Lâm ở đây Lâm rất là kỹ về cái vấn đề đóng hàng đó, nên các anh chị cứ yên tâm nha. Nó đầu tiên là cái Hihimanu nè các anh chị. Cái này là Hihimanu nè các anh chị, cái tem nè. Đó, cái nào không có tem á thì Lâm sẽ ghi, Lâm viết lên cho các anh chị nè. Nó đang có sắp có vòi hoa nhú ra nè các anh chị đó. Hihimanu này nó màu trắng ha, màu trắng và hoa nó cũng rất là đẹp và nó thơm nhẹ thôi nha. Buổi tối thì nó cũng thơm á, Lâm hửi như lúc trước ra buổi tối nó cũng thơm. Này, bụi lầm lắm các anh chị. Hôm nay Lâm sẽ bán sale cái loại này, tại vì còn rất là nhiều luôn nè. Lâm sẽ sale loại này cho các anh chị về nhà sưu tầm ha. Là lúc trước là giá 130 thì bây giờ Lâm sẽ bán giá 90.000 một chậu ha. Và đặc biệt hôm nay các anh chị cứ mua từ 4 chậu trở lên đi là Lâm đã miễn phí ship rồi nha. Mua 4 chậu bất kỳ ha, mua 4 chậu bất kỳ, không phải nhất thiết là một loại, mà 4 chậu bất kỳ là Lâm đã miễn phí ship nè. Này rẻ nè. Bên Lâm rễ thì khỏi phải chê rồi, nó bám như cái chậu ngoài luôn nè. Khủng khiếp lắm ha. Lâm làm rễ là các anh chị khỏi phải chê, các anh chị về nhà trồng nó dễ lắm. Đó. Về nhà các anh chị cứ bóc cái vỏ dừa cũ ra bớt, hoặc là cái này vỏ dừa nó còn mới thì các anh chị có thể để 6 tháng nữa rồi mình thay chậu cũng được nha. Đó, Hihimanu ha, 90.000 một chậu. Đó, Hihimanu là 90.000. Còn bên đây đặc biệt cái loại này mới giữ dần nữa nè. Bụi nó lầm bự to luôn á, bụi lầm lắm. Cái này là Richaya Delight ha, Richaya Delight nè, bụi dày nè các anh chị, nhiều thân lắm. Rất là nhiều thân luôn. Nó cái màu của nó là màu trắng lưỡi đỏ. Màu mà đỏ 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 tím á các anh chị. Đỏ mà chuyển sang tím được chút xíu. Richaya Delight ha các anh chị. Nó làm để cái tên với mặt hoa trên màn hình cho các anh chị xem luôn á nè. Mình đọc ha, Richaya Delight ha. Là 110.000 một chậu nha các anh chị, bụi nè. Đó. Hôm nay làm dọn luôn cái này á. Các anh chị mê lắm. Lâu lâu mới có hàng, nhưng mà nè, có lưỡi mèo nữa nè. Đó. Nó xiên hoa lắm nha, nó xiên hoa lắm luôn. Richaya Delight hàng tem ha, chuẩn hoa luôn. Đó, bụi nào bụi nấy nó to đùng luôn mà có 110.000 nè các anh chị. Rất là đẹp luôn đó. Đẹp ghê luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi cái bụi to ơi là to luôn. Đó. Anh chị 210.000 là Richaya Delight. Đó, nguyên cái luống nè. Rồi. Tiếp theo cái này là Phượng Hoàng Lửa. Nè, Phượng Hoàng Lửa nè các anh chị. Đó, cái bông đẹp lắm. Này là Phượng Hoàng Lửa nha. Phượng Hoàng Lửa nè. Cái này có nụ nữa nè. Đó. Nó khỏi cần ra mèo nó cũng ra nụ luôn nè các anh chị thấy chưa. Nè, cái chậu này nè. Nó ra nụ nè. Đó. Cây mướt lắm luôn. 110.000 ha. Phượng Hoàng Lửa nha. 110.000 có tem luôn mà nó kẹt trong cái chậu rồi. Có tem luôn mà nó kẹt trong cái chậu, tại vì cái chậu này lắm, trồng cái nó bám rễ dữ quá. Phượng Hoàng Lửa nha. Phượng Hoàng Lửa các anh chị cứ nói vậy là Lâm biết rồi. Còn có mấy chậu thôi nè, giá 110.000 nha. Phượng Hoàng Lửa xuyên hoa, hoa quanh năm, hoa thơm đó. Hoa này mà cái chậu bự, mỗi mình trồng bự cái nhánh nó ra rất là nhiều luôn nè. Nó nụ nè đó. Giờ ra nụ quá trời luôn đó. Một số chậu này chưa nụ nè. Nó vài bữa nó ra tiếp ha. Là Lâm bán là Lâm bán giá hàng lá nha các anh chị. Còn cái nào có nụ thì các anh chị đặt hàng trước thì Lâm ưu tiên Lâm chọn cái nụ trước cho các anh chị thôi.
ăn chứ không phải là hàng có nụ có bông mà Lâm đẩy giá lên cho nó cao và Lâm bán ha. Lâm bán là đồng giá hết, giống như Lâm bán cái chậu chậu lan mà Lâm tặng thêm nụ hoa vậy đó. Anh chị về các anh chị ngắm nha. Đó, những cái hoa này nó gần tàn rồi, anh chị gửi đi có thể nó sẽ tàn, nhưng mà cái này nó lú lên nè, đó nó lú lên là các anh chị thấy chưa, nó phượng hoàng lửa ha, 110.000, có Hihimanu đầu tiên là 90.000 thôi, còn hai cái loại này Krishaya Delight là 110.000, với lại phượng hoàng lửa là 110.000. đó, đẹp lắm các anh chị, mức mượt luôn, đã luôn. Gỗ này mà mình vô chậu này phải vô chậu phi 25 nha, mới vừa cái chậu. Rồi tiếp theo cái này là cái gì, tiếp theo cái này là Rainbow cầu vồng, còn cũng mấy chậu thôi đó. Bây giờ Lâm nói nè, Lâm dọn lúa mà cầu vồng Rainbow Gold Star này là cầu vồng mới á, cầu vồng loại mới đó, ra mèo này các anh chị thấy chưa, nó cũng xiên hoa nữa, hoa rất là thơm, bụi cũng rất là lầm này các anh chị thấy không. Cái này nếu mà vô chậu phi 25 thì trên thị trường người ta có thể bán giá là 350 các anh chị, mà cái này Lâm bán cũng đồng giá thôi, 110.000 một chậu này các anh chị. Còn có mấy chậu thôi, Lâm xả cho nó nhanh nha. Lâm dọn luống nè các anh chị thấy không, Lâm dọn luống nè, đó dọn luống chuẩn bị cái mới nữa nè. Cầu vòng Rainbow các anh chị nha, cầu vòng Rainbow nè, ra mèo nè, bắt đầu nó ra mèo quá trời luôn, phải ra lá mới rồi ra mèo à. Đó, về nhà các anh chị chuẩn bị chơi hoa rồi nha. Hoa nó quanh năm đó, mèo kìa, lá nó dài nó cao. Về các anh chị trồng vô cái chậu rồi có mấy cây kẽm á, cây kẽm các anh chị quấn chị, các anh chị cho nó đứng cái lá lên nha, cho nó đẹp. Rồi Rainbow này 110.000 luôn đó. Rồi tiếp theo là cái này, cái loại này là Lâm trồng lâu rồi, cái loại này rất là lâu lớn. Cái này là cái gì, Village Chip Rose, là ở đây Việt Nam mình hay gọi là vua cương sơn hay gì đó các anh chị, vua cương sơn hay gì đó. Cái mặt bông y là chớp vậy đó, mặt bông trên màn hình các anh chị đó, rất là đẹp luôn. Nó này Lâm trồng thuần vỏ thông rồi, trước nó nhỏ lắm nha, trước nó nhỏ lắm mà bây giờ hả Lâm trồng nó ra tới cỡ này đó, bụi nó lùm về là mừng lắm rồi các anh chị. 90.000 nha, cái này Village Chip Rose đó, vua cương sơn là 90.000 một chậu cho các anh chị luôn. Nó nè, về Lâm trồng sẵn rồi, các anh chị về cái chăm sóc thêm rồi, bỏ phân rồi thêm, phun phân thuốc rồi thêm ha, cho nó lớn nhanh, cho nó nhanh nè, nó mập ra nè đó. Còn có mấy chậu thôi, mấy chậu lúc trước nhỏ quá nên Lâm không có bán cho các anh chị hỏi hoài nhưng mà Lâm không có bán. Lâm nói là không có hàng, tại vì sao? Tại vì Lâm muốn dưỡng cho nó thật là cứng cáp nè, ra thật là nhiều mầm cứng cáp rồi Lâm mới bán đi cho các anh chị về nhà chăm cho nó dễ nha. Đó, này vua cương sơn hay gì đó, với liệt chiếu rốt á, thủ lĩnh làng hoa hồng, mình dịch tạm là vậy. Đó, thủ lĩnh làng hoa hồng với liệt chiếu rốt là 90.000 nha. Rồi tiếp theo cái này là mini vàng này cũng bụi rất là lầm luôn, còn có mấy bụi nha các anh chị, nó còn có mấy bụi nha, mini vàng nha, này cũng xiên hoa lắm, khỏi cần lưỡi mèo nó cũng ra hoa nè, hoa nó tàn nè các anh chị đó nè. Rồi Lâm xả hôm nay 90.000 luôn. 90.000 ha, đó 90.000 nè, còn có mấy chậu thôi á, đây là mini vàng 90.000. Rồi tiếp theo nãy giờ là tới đâu rồi, một là Hihimanu 90.000 nè, Krishaya Delight 110.000, phượng hoàng lửa 110.000, Rainbow nè 110.000, rồi Village Chip Rose 90.000, mini vàng 90.000 nha. Rồi tiếp theo cái này là Magit này có cái tên có tem luôn, bây giờ dở ra khó quá luôn, nó dính cái tem ở trong này rồi, ở trong cái chậu nè, các anh chị thấy không, cái tem nè, cái tem nè, nó mà ghét, các anh chị cứ nói màu tím đại đi ha, màu tím đại đi, bông to nè, nó màu tím nè, tím đại đi, cái này nó khỏi, nó ra, các anh chị thấy có đâu có thấy cái lưỡi mèo đúng không, nó khỏi cần lưỡi mèo nó cũng ra hoa nữa nè, bông đẹp lắm, dễ thương ớn luôn à, màu tím mà có mắt màu vàng nè, ba cánh là màu trắng nữa nè, rất là đẹp luôn ha, một tím đại đi, các anh chị nói một tím đại đi ha. Còn có mấy chậu nè, 110.000 luôn. Đây, này cái tem của nó nè. Đó, Delight Simagit nè. Đây cái tem này các anh chị, Marisol ha, Marisol. Nè. Đó, cái tên nó là Marisol á. Tím đại đi các anh chị ha, bụi nó cũng lùm lắm nè nha. Bụi rất là đẹp luôn, nó làm dưỡng cho rễ nó ra nó bám ngoài cái chậu ngoài luôn, ghê lắm.
đó, rất là đã ha. Rồi 110.000 Marisol màu tím đại á. Rồi tiếp theo bên này, bên này là loại gì đây? Bên này là Hedgera Fancy nè, này là Hedgera Fancy. Cái bông này nó tựa tựa như cái bông vua mèo, cắt lá da vua mèo các anh chị, nhưng mà vua mèo nó ngã sang vàng, còn cái này nó màu trắng đó. Cái này còn có mấy chậu này rải nó ra để ướn, vậy các anh chị có thể tách ra ha, tách hướng ra cũng được nè. Đó, rồi Lâm thanh lý cái này luôn, 90.000 ha. Hedgera Fancy nha, các anh chị cứ nói là Hedgera Fancy là Lâm biết rồi. Đó, này thanh lý nha, 90.000 luôn cho các anh chị. Rồi bụi cũng lông bự ghê luôn, này làm nuôi đó, làm nuôi dữ lắm nha. Nè đó, nè bụi này nữa nè. Thôi vô về nhà tách hướng ra cũng được nữa. Đó, Hedgera Fancy nha các anh chị. Đó, Hedgera Fancy 90.000 rồi chưa. Rồi tới thay là chôm thông Fancy. Đó nè, chôm thông Fancy trầu rồi. Cái bông, cái bông này bằng cái tô các anh chị, bằng cái tô bự ghê luôn. Trời ơi cái bông nè, chôm thông Fancy nha nè. Đó, chôm thông Fancy là các anh chị cứ để ý đi, nó cứ ra mèo là có nụ, ra mèo là có nụ. Đó, từ cái độ tuổi này trở đi ra mèo là có nụ, ra lá là có mèo là có nụ nè. Đó các anh chị thấy không, đó cái nụ nè. Ở trong đây là cái ngòi nó nhú nhỏ nè, các anh chị thấy chưa. Đó bên kia nè, đó đó, cứ ra cái lưỡi mèo là có nụ. Đó, 110.000 nha các chị. Đó nè, thấy chưa. Ủa, chôm thông Fancy nha, 110.000. Đó, còn cái này là cái gì đây? Trời ơi, thấy ghê chưa, thấy ghê chưa, thừ lừ luôn, mập lù. Đó, bụi như thế này nè. Cái này là cái gì các anh chị? Cái này là Sunset ha, các anh chị cứ nói Sunset đi. Trời ơi, hồi cái chậu nè. Ủa, này đúng màu hồng luôn, trời ơi, nó thơm dã man luôn, nó thơm quá trời thơm luôn. Tại này bị mưa nè, bị mưa nên nở không có được hoàn hảo lắm nè, mấy bữa nay mưa nhiều quá. Ôi, ôi ba cái bông nó đẹp khủng khiếp luôn các anh chị. Sunset nha, trời ơi Sunset nè các anh chị, đúng là mặt trời luôn, màu hồng luôn, quá đẹp. Wow. Ủa, thụ cây mà cây cũng đẹp luôn nè. Trời ơi, cây mướt mượt, lâm nuôi nó mướt mượt nè các anh chị thấy chưa. Đó, bụi lùm luôn nè, còn nguyên cái luống nè, lá nó bóng bóng lưỡng luôn, đẹp ơi là đẹp luôn nè các anh chị thấy chưa. Đó này Sunset 110.000 luôn nha, 110.000 cho các anh chị luôn đó. Đó nè, 110.000 nha. Rồi dọn luống cho nhanh dùm Lâm nha các anh chị nha, ủng hộ Lâm nha, dọn luống cho nhanh cho nhanh trống Lâm lên cây giống mới cho mùa năm sau. Đó này Sunset 110.000, nó chỗ này nó trống rồi nè thấy chưa. Sunset 110.000 luôn. Còn cái này là Snow White là tuyết trắng ha. Đây Snow White này bông rất là đẹp, hầu như là trắng tinh luôn, không tì vết luôn, rất là thơm nè. Bụi nè, đó anh chị, bụi nè, bụi nè, bụi nấy lá chà bá luôn. 110.000 các anh chị nha, Snow White 110.000. Bông này mốt kiếm không có, tại qua đợt là hết ráo rồi các anh chị, qua đợt là hết giống, khoảng 2-3 năm sau mới có giống lại, tại vì cây cắt lá dài rất là lâu lớn, từ cây giống lên tới cây trưởng thành nhưng ra dài rất là lâu, khoảng 3-4 năm á. Đó, bởi vậy khi mà mình có cơ hội để sưu tầm thì mình tranh thủ các anh chị ha. Đó, Lâm cũng vậy, Lâm ráng sưu tầm về cho chia sẻ lại cho các anh chị nè. Rồi Snow White này 110.000 luôn nha, các anh chị nhớ nắm giá ha. Ôi, bên đây nó nở quá trời nở luôn. Em chúc Lâm giới thiệu cái này, trời ơi nó nở nụ nè, quá trời nụ, trời nụ nè, quá trời nụ luôn. Rồi mình đi đầu lần này trước đi. Ôi ôi, cái bông nó nặng quá, nó gãy xuống luôn rồi. Ôi ôi, đẹp, sắp nở nè, nè nụ không, ôi bên này nữa, dã man. Rồi từ từ tới nó đi. Rồi cái này là cái gì? Cái này là hắc tùng đỏ. Đó, hắc tùng đỏ là hay sông rét nè các anh chị. Cái loại này rất là hiếm ha, mà bụi rất là to nè.
Đó, lầm rải nó ra nè các anh chị. Ghê chưa? Cái bụi này là 180 ngàn một bụi. Về nhà các anh chị có thể tách rằm 2-3 hướng. Nè, như cái bụi này nè, nó đi hướng này, rồi nó đi hướng này, rồi nó đi hướng này. Về nhà các anh chị có sẽ tách làm 3 chậu ha. Nè, hắc tùng đỏ. Rồi bụi nó bự lắm luôn, 180 ngàn nữa nha. Cái giải này là giải hàng mắc tiền. Nè, ồ, rễ này khủng khiếp chứ các anh chị. Rất là khủng khiếp. Đó, về nhà các anh chị cứ tách hướng, làm thử tách làm vài chậu cho các anh chị trước nè. Nó nó làm tách trước để cho các anh chị xem, các anh chị biết nè, thấy chưa? Một chậu mình tách tầm 3 hướng nha. Là được 3 chậu. Nè, làm tách ra cái làm để vậy nè. Giờ nó ra rễ thấy ghê luôn. Quá trời, ra rễ y cộng giá luôn. Nó bắt đầu nó ra rễ nè các anh chị thấy chưa? Đó. Cái này chưa ra nè. Đó, cái này bắt đầu ra nè. Hướng chưa? Đó. Hay xong rét là hắc tùng đỏ ha. 180 ngàn các anh chị. Lúc trước săn cái loại này rất là nhiều, bông của nó rất là đẹp luôn, rất là to bự. Nè, rễ nó ra nè. Cái này ha, cái chậu này về nhà các anh chị tách làm 4 chậu. Nè. Trời ơi, nó bự. Đó, khủng khiếp chưa? Quá đã luôn, hắc tùng đỏ 180 ngàn nha. Đó, hắc tùng đỏ 180 ngàn. Rồi. Nè, em để trong này san sát nhau. Ra rễ thì ớn luôn á. Quá trời đẹp. Rồi các anh chị. Đó, về nhà tách hướng ra nha. Cái này nữa nè. Cái này là Amaki. Nè, Amaki nè. Đó, Amaki màu vàng. Chậu cũng rất là to. Đó, làm gì có chậu. Bự vậy mà giá có 150 chị. Các anh chị ha. 150 ngàn. Đó, cái này là móc ra. Bây giờ nó ra rễ nè các anh chị thấy chưa? Thấy chưa? Nó làm bóc cái vỏ dừa ra rồi làm để vô cái chậu y như cũ, rồi mình phun kích rễ. Kích rễ, cái lọ kích rễ bên Lâm hay sử dụng hay chia sẻ cho các anh chị có 30 ngàn lọ đó, một lọ 20cc xài cho 20 lít nước á. Đó, trời ơi giờ nè. Nó về nhà cái vài bữa cái Lâm trồng vô chậu á thì Lâm sẽ cắt bớt những cái rễ này. Đó, mình cắt bớt những cái rễ này. Nó chừa là những cái rễ này thôi. Đó. Ồ, 150 ngàn. Quá đẹp luôn. Amaki. Đó, màu vàng lưỡi đỏ chét luôn, đỏ rực luôn. Nè các anh chị thấy chưa? Đó, ra rễ dữ lắm. Nè, bụi lùm to 150 ngàn Amaki ha. Amaki 150 ngàn một chậu. Đó, hắc tùng đỏ nãy là mắc nhất là 180 ngàn, tới Amaki này 150 ngàn. Rồi tới Tainangol. Đây Tainangol nè, 150 ngàn luôn. Tại sao nó mắc? Tại vì bông của nó rất là đẹp và nó rất là xuyên hoa, bụi nó lùm to nữa. Nè. Cái này delay yên á, delay gen gì á các anh chị á, là nó không bằng loại này luôn. Delay gen á, delay yên là cái màu nó lợt hơn. Nó chuyển sang màu vàng, cái này vàng chanh, còn cái này là vàng nghệ. Ha. Cái này lai với lan của Đài Loan, Taiwan á, nên người ta đặt lệch qua là Tainangol á. Các anh chị, nó hàng lai với hàng Đài Loan á. Nè, thấy không? Ôi ôi, đẹp. Ba cái cánh, mấy cái cánh này đều có dạng như chớp chớp sạc sạc ha. Nó tia nó cắt vô nè, rất là đẹp luôn. Cái màu của nó rất là hài hòa các anh chị. Là lưỡi nó lại bè to ra màu đỏ nè. Rất là đẹp luôn. Này cũng 150 ngàn các anh chị nha. 150 ngàn. Đó, bụi nó to lắm. Quá trời, về nhà mình trồng vô cái chậu nè, nụ nè. Đó, vài cây đang nụ luôn nè. Ủa, cái này á, tại vì nó bông nó đẹp với lại nó xiên hoa quá nên giá nó cũng cao, 150. Nè, nụ nè các anh chị. Đó, cứ ra mèo là có nụ nè, thấy chưa? Cứ ra mèo là có nụ, một vài chậu có nụ thôi. Nên các anh chị nào á, ở gần thì đó thì Lâm gửi những cái bông mới nở này nè. Với lại hàng nụ ha. Còn hết hàng nụ thì Lâm sẽ gửi hàng lá như thế này. Tại vì trong luống của mình không phải là nó ra đồng loạt hết luôn, mà có cây ra trước, cây ra sau. Đó. Nè, bụi nó to vậy nè các anh chị. Tainangol nha, 150 ngàn. Đó, lúc trước á, là giá nó còn cao. Mà. Lúc trước các anh chị nhớ không? Nè, nụ nè. 180 ngàn, bây giờ Lâm sale xuống còn 550 ngàn. Amaki cũng 150 ngàn. Hắc tùng đỏ lúc trước một bụi bự vậy là 250. Đó, giờ Lâm sale xuống còn 180 ngàn. Còn cái này là Sambranbin.
Sampran pin 180.000. Cái này là hàng mà Lâm đã trồng thuần bằng thằng than các anh chị, trồng thuần bằng than này. Cũng 180.000 luôn, bông rất là to nè các anh chị thấy không? Cứ ra mèo là có nụ, ra mèo là có nụ. Đặc biệt nó ra cái nụ trong cái mèo khô luôn các anh chị. Nè, cái chậu này cũng bám, bám rễ ghê quá. Nè. Nè, nó ra từ cái mèo khô ha, ra nụ từ cái mèo khô nè. Sampran pin. Cái tem lộn ngược mất công quay xuống. Nè, Sampran pin màu hồng ha. Chậu nè, phi 18 không trồng bằng bằng than đó. Rễ nè. Đó, 180.000 các anh chị nha. Cái này bữa nay thứ 6, thứ 2 Lâm mới đóng đi được. Nè, khủng khiếp chưa? Nó ra bông dữ lắm. Đấy. Ôi dồi ôi, cái này màu hồng hay tím gì ta? Để Lâm sẽ so với cái cây Sunset. Sampran pin nó hơi tím á. Sunset này nó mới đỏ nè, còn nó hồng mà nó đỏ luôn. Sunset thì nó hồng đỏ. Đó, thôi ôi, để hai cái bông kế bên. Đó, Sampran pin nè. Sunset nè. Quá đẹp luôn. Ừ, mà nó thơm. Rất là thơm luôn. Nè, này nở đúng chuẩn luôn nè, full luôn nè. Các chị, full luôn. Đó, này ngược hướng nắng cho nó đẹp. Đó. Chậu nhện 180.000. Đó, chậu nhện 110.000 nè, đó tại cái kia Lâm trồng rất là lâu rồi. Nè, nụ nè. Đó. Trời ơi, cái này nó xiên hoa cực kỳ luôn. Ghê các anh chị. Nè, nụ nè. Đó, nụ bên kia nữa kìa. Nụ đây nữa nè. Nó quá trời nụ luôn. Ở đây nữa. Nè, để lấy cái chậu này ra. Đó. Nè, thấy chưa? Cứ ra lá là có nụ. Ba bông luôn. Ghê thiệt nè, ba hoa, thằng ba hoa là vậy đó. Mày ba hoa. Đó. Mày hai hoa. Ừ. Em sẽ lựa những cái chậu có nụ trước cho các anh chị nha. Còn đó, thấy chưa, trồng vô chậu nè. Phi này phi 20 mấy, 26. Ủa, trồng khủng khiếp chưa các anh chị. Này thị trường bán 350 không dưới. Nè, nụ nữa nè. Đó, Lâm sẽ ưu tiên nụ trước cho các anh chị nha. Rồi, bây giờ mình chốt lại một lần nữa ha. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là Himanu 90.000 nè. Rồi Krishaya Delight 110.000, Phượng Hoàng Lửa 110.000, Rainbow 110.000, Village Chip Rose 90.000. Rồi Cát Đại á, Marison á, tím đại á 110.000. Rồi Petchara Fancy thanh lý 90.000. Rồi Chom Thong Fancy quá trời nụ luôn, bông bự á. Chom Thong Fancy 110.000. Rồi Sunset nè, Sunset này nè. Sunset này nó khúc gần đó đó. Sunset này nè. 110.000. Rồi cái này là Snow White tuyết trắng ha. Snow White là 110.000. Rồi. Cái luống này là luống cây to không à, chậu khủng. Hai sông Red, đó chính là hắc tùng đỏ là 180.000. Về các anh chị có thể tách làm hai chậu hoặc ba chậu. Rồi. Tiếp theo là gì ta? Amaki, đúng rồi, Amaki 150.000. Rồi tiếp theo là Tainangon 150.000. Rồi tiếp theo cái này là Sampran pin trồng chậu phi 18 nè. Hơn hết Sampran pin 180.000. Rồi các anh chị mua từ 4 chậu Lâm sẽ miễn phí ship nha. 4 chậu miễn phí ship nhanh. Rồi hôm nay là thứ 6, thứ 2 đầu tuần Lâm sẽ đóng hàng đi cho các anh chị. Các chị đặt hàng cứ liên hệ qua Lâm qua số điện thoại là 0978 813 282. Nhắn tin cho Lâm cũng được, Zalo cho Lâm cũng được ha. Rồi thì cái mặt hoa với lại tên nào này kia nãy giờ Lâm cũng để trên màn hình cho các chị xem rồi nha. Rồi các anh chị cứ ủng hộ Lâm thì hãy liên hệ với Lâm thiệt là nhanh nha. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Lâm luôn ha. Rồi Hoa Lan Thăng Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.